Ngủ đi. Gì? Không có gì. Thằng này. Ê! Cái gì nữa? Có chừng đau bụng á. Hồi nãy tao thấy con chim á, nó nhả nước miếng vào đó rồi đó. Thiệt con? Thiệt. Ăn vô đau bụng quá. Thứ sao? Chị mày ăn thử cho tao một miếng thôi. Đúng một miếng thôi nha. Coi mày có đau bụng không? Nếu mà mày không đau bụng thì mày trả lại cho tao. Sao? Không một miếng nữa. Nè. Thôi rồi. Thế sao? Ây da. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Tao mày ăn hết luôn đi. Nè. Mày nói nha. Đau quá. Mày ăn đi. Đi, mày ăn đau bụng mày đưa tao à. Mày ăn đi. Đau bụng. Chắc tao phải đi ngoài rồi. Nhưng mà rất thông minh, mà lại mồ côi nữa chứ. Rước thằng này về nhà, ắt sau này sẽ được nhờ. Bên này nè. Nó đã gì đâu. Đúng là không uổng công ta đem và ngươi về nuôi dưỡng cho nó nên dốc nên hình. Ngươi hiểu ý ta còn hơn là con vợ lùng của ta nữa. Wow. Dịch cổ lùng đó mà nó hiểu được ý ta như ngươi thì đỡ biết mấy. Ủa, bà chủ quán. Chủ quán đâu rồi? Sao không đem con gà ra đây cho tôi? Dạ, dạ. Trời ơi, có con gà không luộc cũng lâu nữa. Dạ, có liền. Trời ơi, ông ăn mày, đi chỗ khác đi. Ngồi trên hình trước cửa quán ta, sao ta bán mua được? Đi đi. Dạ. Dạ, em xin lỗi nha. Tại vì á bữa nay quán đông quá à. Biết sao bên đây có ông á, xong tự nhiên quán đông quá trời, con mình phục vụ không có được. Bà còn... hiểu gì là được rồi. Con gà ngon nhất của quán đó. Ủa mà bà rất hiểu ý tôi nha. Con gà tôi chỉ ăn cái khúc đuôi nè chứ không ăn khúc đầu. Đó, hiểu quá. Thôi mọi ngày dùng nha. Cứ để tôi tự nhiên. Dạ, dạ. Quá thơm. Đúng ngon. Không có con gà nào ngon bằng con gà này. Ơi, sao ăn tới đây rồi no quá. Ơi. Ê, 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 ê. Ông già ăn mày đứng lại. Hả? Sao bỏ đi vậy? Đứng lên bỏ đi vậy hả? Sao không trả tiền cho người ta? Lão đâu có ăn cái gì đâu mà phải trả tiền. Làm bộ hoài à. Ông bước vô đây ông ngồi từ nãy đến giờ một buổi luôn. Ông ngồi, ông hít hết đồ ăn trong quán của người ta, hít hơi con gà này, hít cái bao
bao nhiêu mùi thơm trong quán ông hít hết của người ta. Vậy mà nói ông ăn hả? Hả? Ông hít hết mùi vậy, cách của tôi còn mùi đâu mà hửi hả? Sao lại có cái lý lẽ này ở trên đời được ha? Ngộ quá à, sao không có? Có tiền là có lý lẽ à. Bây giờ làm sao? Ông không trả tiền phải không? Không trả tiền á là tôi kêu người tới gông cổ ông, bắt lên quan rồi nha. Cô chủ quán ơi, đừng có bắt lão cô ơi. Lão chỉ là một ông lão ăn mày nghèo khổ, cơm không có ăn, lấy tiền đâu mà trả cho bà chủ quán. Cái chuyện đó là chuyện của ông. Ông vô đây ông hít hết mùi đồ ăn của ông ta, ông phải trả tiền chứ. Bây giờ có trả không? 1, 2, 3, tôi kéo đầu lên quan rồi nha. Bà ơi, bà tha cho tôi đi bà ơi. Nè ông lão kia, ông ăn hết đồ ăn ở chủ quán này, ông phải trả tiền. Đúng. Không trả là không được đâu. Đúng rồi đó, trời ơi. Ai vậy? Người của ta đó. Trời ơi, người của ông á, biết điều ghê gì đó. Bây giờ ông đứng lên đi, tôi sẽ giúp ông. Ông phải nghe lời tôi nha. Rồi sao, có tiền không? Nè lão kia, bây giờ mà ngươi nói ngươi không có tiền là không được. Ngươi khai hết đi, ngươi đã có bao nhiêu tiền trong người? Lão chỉ có 2 đồng lẻ này thôi hả? Trời đất ơi, nghĩ sao? Trời đất ơi, có hai đồng mà sao trả được tiền của ông ta? Mấy người tới đây làm chứng cho tôi nè. Này, mấy người. Chuyện gì? Mấy người có thấy là ông này ông ngồi cả buổi không? Hả? Ông ngồi, ông ăn hết mấy con gà luôn. Không, ông hít hết mấy con gà luôn, đúng không? Hít hơi gà này, cộng với lại đồ ăn sơn hào hải vị trong quán tôi. Ông hít bên này, ông hít bên kia, hết mùi đồ ăn ngon. Khách của tôi đâu còn mùi để ngửi. Cộng với 7 cân rượu, cộng với nhiều thứ đồ ăn khác nữa, tôi tính rẻ là 20 đồng. Lão chỉ có 2 đồng mà làm sao mà trả được đây? Trời ơi, nghĩ sao có 2 đồng vậy? 2 đồng làm sao trả? Bây giờ tôi đưa ông lên quan ráng chịu rồi nha. Rẻ quá đúng không? Có 20 đồng, rẻ quá đúng không? Rẻ quá mà. Nếu tính như lời bà chủ đây, thì ông ta đang quá nhiều, mà trả có 20 đồng thì quá rẻ đúng không? Đúng rồi đó, người của ông được quá. Và tất cả mọi người đây cũng đã nhìn thấy, lão ta chỉ ngửi thôi, chứ chưa có đưa vào miệng. Có phải như vậy không? Ngửi hết mùi đồ ăn đúng không? Ngửi đúng không? Đó, ngửi hết. Vậy bây giờ, xin mời bà chủ bước lại gần ông lão để ông ta trả tiền. Trời ơi, hay quá, cảm ơn nha. Người của ông được quá rồi, trả tiền đi. Ông lão nè, bây giờ ông hãy lắc cái này lên 10 lần cho bà ta nghe rõ. Ông làm đi. Bà chủ, có phải là bà đã nghe rõ tiếng lắc 10 lần của 2 đồng xu không? Nghe quá trời mà không thấy tiền đâu. Tiền đâu? Ông ta trả rồi, không thiếu 1 xu. Đâu thấy gì đâu hả? Lúc nãy bà chủ nói ông ta đã ngửi hết đồ ăn của bà chủ với giá 20 đồng. Đúng rồi. Bây giờ ông ta lắc 10 lần của 2 đồng, như vậy là trả hết, đúng không mọi người? Đúng rồi. Người ta chỉ được ngửi mà đâu có được ăn. Còn bà bây giờ được nghe lắc tiền thì đâu được nhận tiền. Nói vậy đi. Có gì đâu mà đúng hả? Người của ông á, vậy hay quá ha. Mấy người này a vua quá đi à. A vua gì? Không được còn gì nữa mà a vua. Tôi bỏ đi, dạ tém đi, tránh ra đi. Lão, đa tạ cậu đã cứu giúp cho lão. Nếu không có cậu, chắc lão già này chỉ có con đường chết mà thôi. Không có gì đâu mà lại phải cảm ơn như vậy. Tại vì con thấy chị bất bình nên ra tay thôi. Đa tạ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Sau khi bị giết công lặng bẽ bằng đồ quán ăn, bá hộ hậm hực trong lòng, tìm kế vu oan cho anh là cái ăn cắp, rồi đuổi đi khỏi nhà mà không trả một đồng nào. Tiếng xấu đột xa, cả dân làng ai gặp Thiết Công cũng xì xầm to nhỏ, nhìn anh với ánh mắt kinh khi dè biểu. Không ai hơi làm, Thiết Công quyết định rời xa ngôi làng để tìm đến một nơi khác mà kiếm sống. Trời, có biết một mình trong rừng này nguy hiểm lắm không? Đi đâu nói anh, hai anh hộ tống cho. Tôi đi chợ. Mấy
anh tránh đường. Trời ơi. Đâu, đâu. Mấy người làm cái gì vậy? Nè, cô em có biết là cô em đẹp như vậy mà đi trong rừng gì nguy hiểm lắm đó. Để em đưa cô em đi nè, đi. Để anh nha. Muốn gì đâu? Có cái gì? Đừng có la. Muốn đi ra. Không có ai đâu mà la. Đúng rồi đó. Đi là đi, ở đây không có ai đâu. Đi rồi. Các người là thanh niên trai tráng, tại sao dám ăn hiếp cô gái yếu đuối với ba ngày băng mặt như vậy? Ê, mày là ai vậy thằng hủi thế gớm? Trời ơi, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Chán sống hả mày? Đúng, ta chán sống rồi đây. Từ nhỏ tới lớn, ai gặp ta cũng phải xa lánh ta, nên ta buồn, ta chán. Bởi vì ta mắc bệnh từ nhỏ rồi. Trời ơi, mày bệnh hả? Làm như ta không bệnh vậy? Từ nhỏ lớn ta bệnh cảm ho trước đầu sổ mũi, bệnh suốt. Mày bệnh gì? Ghẻ lỡ. Bình thường. Bình thường. Ta nói cho các người biết, mỗi năm ta phải thay da một lần. Chỉ cần người ta đến gần tao thôi, không cần phải đụng vô người tao cũng đã bị lây bệnh. Tụi bay ngon đến gần tao đi. Bệnh một bệnh bần buộc lắm. Bệnh chung cho nó vui. Quỳnh ơi, ghê quá. Đến gần tao đi. Nè nè, mày đừng có lấy cái gớm ghiếc đó nghe, mày hù tao nghe. Tao có sợ mày đâu đó. Không sợ hả mày? Quỳnh ơi, để còn muốn sống lắm. Để đi trước nha. Nhát quá. Mày ngon. Nè nè, mày ngon. Không có hù nha. Nè, sao? Tao nói cho mày biết, tao không có sợ mày đâu đó. Mày có chừng tao đó, tao sẽ coi chừng mày. Tôi cảm ơn anh đã giúp tôi. Công ơn của anh không biết bao giờ tôi đền đáp á. Có gì đâu, cô đừng quá bận tâm. Mà cô là con gái một thân một mình như vậy, ra đường một mình nguy hiểm lắm biết không? Anh thiệt là tốt bụng, nhưng mà không may lại bị bệnh như vậy. Anh có tìm cách để mà chữa trị bệnh của anh chưa? Bộ cô tưởng tôi mắc bệnh thiệt hả? Không phải đâu, tôi làm như vậy để đánh lừa bọn chúng thôi. Tôi làm vậy đó vì để không tốn công chiến đấu với bọn chúng, và để giúp cô thoát khỏi nguy hiểm nữa. Như vậy mà anh cũng nghĩ ra được nữa hả? Anh thì là thông minh á. Hình như cô không phải là người xứ này. Cô có thể cho tôi biết cao danh quý tánh của cô được không? Dạ, tôi là người làng bên. Cha tôi là thầy đồ. Nhà tôi á thì ghép với là làng này. Mà tôi cũng không ra ngoài đường đâu, cho nên là anh cũng biết mặt. Hôm nay vì cha tôi cần thuốc cho nên là tôi mới qua đây đó. Hèn chi tôi thấy cách cư xử của cô nhã nhặn thanh tao lắm. Thì ra cô là con của thầy đồ à. Anh quá khen tôi rồi. Tôi cũng là con gái bình thường thôi, ngày ngày nấu ăn may vá đọc sách và chăm sóc cho cha tôi. Ủa, anh là người ở làng này sao? Thật ra tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, và gặp chuyện không may cho nên tôi phải sống cảnh không nhà không cửa như vậy. Tôi cũng định qua làng bên kiếm việc làm để mưu sinh qua ngày. Nếu như mà anh đã có ý định như vậy á, thì tạm thời anh cứ qua nhà tôi đi. Tôi sẽ nói lại với cha tôi để mà đền đáp công ơn anh đã cứu tôi. Tôi nghĩ là cha tôi sẽ đồng ý. Cảm ơn đồng tốt của cô. Đê đầu tư cố hương. Hiên sao xuân đến, hoa mai nở. Gian đường thu lại lá vàng rơi. Câu đối hay lắm. Dạ thưa thầy, thầy quá khen con rồi. Con chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Ta thấy con là người ham học, lại thông minh bẩm sinh. Ta muốn nhận con làm học trò. Thầy nói thiệt không thầy? Thầy ơi, thầy không gạt con chứ? Con cảm ơn thầy, con đội ơn thầy, con cảm ơn thầy. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương. Thiết công tư chất thông minh, lại được thầy đồ tận tình chỉ bảo, chẳng bao lâu đã có kiến thức sâu rộng. Thầy đồ quý mến Thiết công nên đã gả Ngọc Dung cho anh. Thiết công hết sức vui mừng, gia đình ba người sống đầm ấm. Chưa được bao lâu thì thầy đồ trở nên bệnh nặng và qua đời. Chàng dựng lớp học, nối nghiệp thầy đồ bỏ đầu con trẻ. Tiếng lành đồn xa, chẳng bao lâu Thiết công đã nức tiếng cả một vùng. Tin tới tay bá hộ, hắn quyết định lặn lội tìm tới tận nơi để tận một sở thị.
Bây giờ các trò bỏ viết xuống và đọc theo thầy. Nhân chi sơ? Nhân chi sơ? Tính bổn thiện. Tính bổn thiện. Tính tương cận. Tính tương cận. Tập tương viễn. Tập tương viễn. Các trò giỏi lắm. Bài học hôm nay của chúng ta hết rồi. Bây giờ các trò về nhà cố gắng làm bài tập và viết chữ đẹp cho thầy nhé. Dạ. Bây giờ các trò có thể về. Chúng con kính chào thầy ạ. Không thể, không thể như thế được. Hôm nay chàng mệt không? Chàng uống miếng trà đi. Cơm canh thép đã nấu xong rồi. Khi nào chàng đói, thích dọn lên cho chàng dùng. Để ta vào trong ta phụ cùng với nàng nha. Có kẻ mà ăn thịt thiên nga. Còn mình, Phượng Hoàng, mà ăn nhầm thịt của con vịt bầu, xấu xí, tham lam mà. Tao không để cho chúng mày hạnh phúc đâu. Tao sẽ tìm cách hại chúng mày. Hãy đợi đấy. Ta nói nó có ở nhà chứ nó không gì đâu hết á. Thiết công! Thì ra nó ở nhà đây chứ đâu. Thiết công! Thiết công! Ta muốn nói chuyện với ngươi. Các trò, hôm nay thầy cho các trò về sớm đó. Để đi! Chân dân ở đây nó chỉ chào thầy nó thôi à. Vậy mà cũng là không cho đó. Đây, giới thiệu cho ngươi biết, đây là quân sư của ta. Ngươi muốn nói gì nói chuyện với nó. Ta không nói chuyện tay đôi với ngươi nữa. Nói đi, rồi có gì nó nói gợi cho ta biết. Sao quân sư mà gọi là nó? Tao quên. Ta xin thay mặt cho ông bá hộ đến đây muốn gặp cậu. Muốn cậu nhận một lời thách đố của ông bá hộ. Đúng. Thách đố à? Xin lỗi, hôm nay tôi không có hứng. Làm sao nó dám? Cậu là người thông minh. Ở đây ông bá hộ là người giàu có và có thế lực. Nếu như cậu không nhận lời thách đố của ông ta thì hậu quả như thế nào thì chắc cậu cũng hiểu rồi đó. Nó hiểu chứ. Ta nói cho cậu biết, ông ta đã lén cho người lấy cắp chiếc khăn tay của vợ cậu nhằm dựng chuyện gian díu hãm hại thanh danh của cậu. Nếu cậu không nhận lời thì hậu quả thật là khó lường đó nghe. Còn nếu như cậu được thì cậu sẽ có được danh dự của mình và có được cả gia tài của ông ta nữa. Cậu cứ yên tâm, ở đây mọi chuyện có ta làm chứng. Ta nhắm nó có chịu không mà ngươi làm chứng? Chắc chắn là phải chịu. Ừ. Ta sẽ làm một bản khế ước, cả hai cùng điểm chỉ trong đó. Được. Lời thách đố là như thế nào? Nói cho nó biết. Câu đố như thế này: vào những năm giặc xâm lược nước ta, dân tình khốn khổ, rút vào tận rừng sâu mà sinh sống, thiếu gạo, nhà vua mới cho người sang nước láng giềng mua một loại hạt đậu. Mà loại hạt đậu này to đến mức mà khi nấu lên một hạt thì 100 người ăn vẫn không hết. Câu hỏi này có bộ hơi khó. Hãy cho ta thời gian, ngày mai ta sẽ trả lời. Ngày mai à? Như vậy thì ngươi đã đồng ý thách đố. Vậy thì ta sẽ làm một bản khế ước cho cả hai cùng điểm chỉ nha.
ta lớn ta điểm chỉ trước cho. Dạ mời ông. Mời người. Cậu thông minh lắm. Ta đi thôi. Quá thông minh á. Dạ mời ông. Mời cậu. Dạ uống trà đi. Cảm ơn nè. Quang vô đây đi, con nói quang mà nó ở trong này chứ không đâu hết á. Vợ chồng nó ở trong này nè. Tụi bay lẹ lên. Quang qua coi chừng cái cầu này nó sập nha quang. Đi cẩn thận đó quang ơi. Vô đây, Linh vô theo tao. Khỏi thoát được tụi con. Nó ở đây rồi. Tụi bay vô bắt nó, đem về quỷ đường công đầu nó. Lẹ lên. Tụi bay nghe lời tao, bắt vợ chồng thằng này về quỷ đường công đầu đó. Sao? Ở đây ngươi là quan hay ta là quan? Dạ, bẩm quan là quan, còn con là con. Lấy ghế của quan. Dạ, lấy ghế. Dạ, đi quan, ghế này quan. Tránh ra. Dạ. Đúng theo lời hẹn, lý ra bữa nay hai vợ chồng nhà ngươi phải lên phủ quan để trả lời câu hỏi cuối cùng giải đáp của bá hộ. Dạ. Nhưng tại sao vì lẽ gì mà hai nhà ngươi không đến? Dạ bẩm quan, không phải là hai vợ chồng con thất hẹn, mà chẳng qua là sáng nay hai vợ chồng con phải qua bên làng bên làm một việc rất quan trọng mà. Nó nói dối quá quan, coi chừng nó gạt quan á. Bay đâu công đầu hai chồng nó cho tao. Ở đây ta là quan hay ngươi là quan? Dạ quan là quan mà. Dạ bẩm quan, chuyện là như vậy. Sáng nay bên làng bên có một cái chảo rất lớn, nó lớn bằng ngôi nhà. Chính vì vậy vợ chồng hạ thần qua bên đó cùng phụ với dân làng khiêng nó về. Cái gì? Cái chảo mà to bằng ngôi nhà? Dốc. Dạ có thưa quan, nếu không có cái chảo to bằng ngôi nhà thì làm sao mà nấu được hạt đậu bự mà cả trăm người ăn như lời bá hộ đã nói. Có đúng như vậy không? Dạ, dạ bá hộ. Dạ, 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 thưa, dạ, 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 thưa, dạ, dạ, dạ. Vậy là mọi chuyện đã rõ. Như đã giao ước, vợ chồng Thiết Công đã trả lời được câu đố mà bá hộ đã đưa ra. Lý ra nhà ngươi phải giao hết tất cả tài sản cho vợ chồng Thiết Công. Dạ. Đồng thời nhà ngươi phải xin lỗi và trả lại danh dự cho vợ chồng người ta. Cảm ơn quan huyện đã minh quan xét xử công bằng cho vợ chồng con. Nay mọi việc đã sáng tỏ, vợ chồng con không dám nhận tài sản của bá hộ đâu. Chỉ mong quan huyện thực hiện lời yêu cầu của con thôi. Là mong sao bá hộ sống đàng hoàng tử tế, không làm hại tới người dân vô tội nữa. Nếu Thiết Công đã có ý nguyện như vậy thì ta sẽ chấp thuận cho nhà ngươi. Từ nay nhà ngươi có thể an tâm tiếp tục sự nghiệp gõ đầu con trẻ và sống hạnh phúc bên người vợ của mình. Đa tạ quan quyền. Riêng phần bá hộ. Dạ có bá hộ. Ngươi sống hay gieo bão, lại có thói ganh ghét những người hiền. Nay ta phạt đánh 30 heo. Dạ quan. Để làm gương cho người đời và kẻ khác. Dạ tha cho con quan ơi, tội nghiệp con mà quan. Trời ơi, quan ơi, quan lấy giùm tôi cái gậy coi. Quan ơi, quan ơi, tha cho con quan ơi, là quan. Quan ơi, quan ơi. Quan ơi. Lê 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 Lê
Kể từ hôm đó, bà Hộ đi đến đâu cũng bị người chê kẻ cười, ngay cả trẻ con trong làng cũng khinh thường bà Hộ. Bà Hộ xấu hổ và không dám nhìn mặt ai nữa. Về phần Thiết Công, ở Hiên thì gặp lành, khoa thi lại đến, Thiết Công đã đổ đạt bảng vàng, vinh quy bái tổ, cùng Ngọc Dung sống cuộc đời sung túc và hạnh phúc. Dạ bẩm ông, có anh Tuất thợ gạt xin vào. Thằng Tuất? Dạ. Nó mới dây tiền đây mà. Cứ cho nó vào. Dạ. Dạ. Con chào ông. Con chào bà. Dạ, làm mất mặt quá. Hôm trước con có mượn tiền của ông chưa có trả, nên hôm nay con tới trả tiền cho ông. Nhưng mà mấy hôm nay con bệnh quá, con không có đi làm được. Con xin ông, hôm nay con tới cửa nhà ông xin ông, ông rủ lòng thương, ông cho con khất lại. Còn yếu thì ở nhà nói vợ hay con tới. Tại sao phải tự đi? Lỡ có chuyện gì thì sao? Dạ. Nè, cầm ít đồng này mua thuốc uống cho mau khỏe. Khi nào có dư thì mới trả lại, không cần phải gấp. Dạ, con đội ơn ông, con đội ơn bà. Ông ơi, cứu con ông ơi. Ủa, nghe nói chồng bị nạn phải không? Dạ, chồng con đi cấy ngoài đồng, chẳng may bị sét đánh chết rồi ông bà ơi. Bây giờ nhà con không còn đồng nào để lo má chay. Con chẳng biết nhờ cậy ai hết, nên bây giờ con mới qua nhà. Nhờ ông nhón tay làm phước. Chị cứ về đi, tôi sẽ qua liền. Dạ, nhà con sơ sài rách nát, ông tới làm chi? Ông có thương thì cho con dây vài đồng, con... Chị cứ về đi, tôi sẽ qua liền. Sẵn á, tôi ghé qua bên đó thăm một người bạn đang bị bệnh. À, mà thằng bé con của chị bị sao rồi? Dạ, cha nó chết rồi. Bây giờ con phải cho nó nghỉ học, để hai mẹ con đi làm mướn mới mong đủ ăn. Nhưng con chỉ sợ mẹ quá con coi, rồi không có ai chịu mướn. Vậy chị qua làm cho tôi, còn thằng bé cứ để cho nó đi học, tôi sẽ chu cấp cho. Dạ dạ, con đội ơn ông, con đội ơn bà. Xin phép con về. Ai tới ông cũng giúp như vậy. Rồi hả, ai có chuyện gì cũng tới cho mà coi. Không có ghi sổ sách gì hết. Có ngày cái nhà này sạt nghiệp. Người ta khó lắm mới tới mình. Bộ bà tưởng người ta thích vay mượn lắm sao? Lúc túng cùng có nơi vợ cậy nó đỡ lắm. Mà mình là nơi người ta trông cậy được, bà không vui sao? Nè, lát ông qua bên ông cung lại thêm một mối đậm nữa đó. Bà nói vậy nghĩa là sao? Mấy bữa nay á, tôi lu bu quá, cho nên tôi cũng chưa qua thăm ảnh. Nghe nói đâu anh cũng không được khỏe. Mất mấy chuyến hàng buôn, ruộng vườn thì cầm bán hết rồi. Còn có căn nhà trơ trọi à, nợ đầm đìa. Ở đó mà khỏe mới là lạ đó. Tôi sợ kỳ này á, ổng không có qua nổi đó chứ đừng có nói. Tới nổi đó sao? Mà mình có giúp á, thì cũng giúp có hạn thôi. Ông giúp cái nhà đó nhiều lắm rồi. Tôi á, chỉ có mình Bính Cung là bạn. Lúc mà bạn hoạn nạn, nay không giúp thì đợi tới chừng nào? Không có ông trả nợ giùm mấy chuyến hàng thì chắc cái nhà cũng không có mà ở. Mình giúp như vậy là đủ quá rồi, còn giúp cái gì nữa. Nói xui rủi, ổng có mệnh hệ nào, không lẽ mình theo vợ con ổng mà đòi sao?
ổng trả còn không xong, trông mong gì tới mấy cái người đó. Để tôi thử qua bên đó coi sao, có ai kiếm á thì nói là tôi đi công việc, chiều mới về. Ông khỏi dặn đi, rí rồi ai tới cái nhà này á cũng đòi gặp ông. Tôi mà không chặn bớt, có ngày cái nhà này sạch trơn không còn gì. Ê, ông Phương, ông Phương kìa con, ông Phương, anh Phương, ông Phương, anh Phương, anh Phương ơi, cái ông Hương cả đập phá nhà đòi xiết nợ, anh cứu với, anh Phương ơi. Đi con. Dậy dậy. Dậy ra đây, dậy ra đây coi, mấy người cái gì vậy hả? Không phải là người ta đang bình nặng hay sao? Có chuyện gì vậy chị? Anh Phương giúp giùm vợ chồng tôi đi. Quan thường tới đòi tiền, chồng tôi thì bệnh nặng, người ta tới đập phá, đánh đập chồng tôi, giúp giùm tôi đi anh Phương. Tôi lại anh. Nợ thì trả đi chứ. Cái gì mà cứ hẹn lại hẹn lượt hoài vậy? Tới đúng lúc rồi đó. Ông nói tụi tôi tính làm sao với ông bạn ông đây? Chết đến nơi rồi không nhả ra trả nợ à? Không lẽ đợi bọn này xuống Diêm Vương đòi? Mấy anh nói nhỏ nhỏ thôi, nợ bao nhiêu á thì tôi sẽ lãnh, cứ để cho anh yên. Nếu mà ông lãnh á thì ông điểm chỉ vô giấy nợ đi. Được rồi, anh mang giấy nợ qua nhà của tôi sẽ ký. Và đừng bén mảng tới đây làm phiền bạn của tôi nữa. Ông nói thì ông nhớ đó. Về. Cảm ơn anh Phương nhiều. Cảm ơn anh. Mấy món nợ cũ trả chưa xong, này lại lãnh thêm nợ mới, giúp tôi. Thôi, thôi được rồi, anh nằm xuống nghỉ đi. Tôi lo được, tôi lo được mà. Anh đừng có lo. Đội ơn anh Phương, đám côn đồ đó tới lần nào cũng đập phá, hành hạ người ta. Anh ơi. Dạ. Tôi có số tiền này, chị cứ cầm lấy. Chị lo thuốc men cho ảnh đi. Có gì cần chị cứ qua tôi, đừng có ngại. Dạ. Thật sự anh cứ giúp hoài à, vợ chồng tôi ngại quá. Nhưng mà thật sự vợ chồng tôi á không có chỗ dây. Nè, đòi ơn anh. Chị đừng có làm như vậy, không có đáng đâu. Ông nghe gì chưa? Ông Cung á, ông bị liệt luôn rồi, chắc không còn được bao lâu đâu. Sau tới nỗi đó, tôi mới thăm ảnh mấy bữa trước mà, nợ nần trả xong hết rồi. Bộn tưởng nhà đó chỉ có món nợ đó thôi sao? Miệng ăn núi lở. Mà hả, ngoài ông ra thấy có ai làm gì đâu. Mà dám chừng qua tới giờ á, đó thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Chị Cung, chị vô đây. Sao rồi? Dạ, tôi muốn gặp anh. Ủa vậy hả? Tôi nghe bệnh anh trở nặng, tôi tính sang thăm ảnh nè. Có chuyện gì vậy chị? Dạ, xin lỗi phiền tới anh. Tôi lén ổng qua đây để nói anh cho vay thêm ít tiền để trang trải vài ngày. Thật sự là bây giờ tôi không biết vay của ai hết đó. Chị qua tìm tôi là đúng, đừng có ngại. Lúc hoạn nạn mà có nhau mới là bạn bè. Đây, chị cầm lấy số tiền này về lo thuốc thang cho ảnh. Dạ, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi xin phép anh. Chị về đi. Dạ. Mình ráng ngồi dậy uống miếng thuốc nha. Lại tới Phương nữa hả? Chứ mình nói, tôi biết tìm ai.
mà thật sự không biết tìm ai nữa hết, biết nhờ ai nữa giờ. Sao? Hỏi riết á, thấy cái mặt mình chai như đá. Nếu ai mà hỏi dây nợ mình như vậy á, thì mình cũng tức chứ. Mà sao lúc nào anh cũng vui vẻ đưa ra, chưa bao giờ có thái độ thắc mắc hay là cái gì đó để mình phải ngại ngùng. Mình ơi, không lẽ anh là Bồ Tát sống giúp mình hả? Thôi, mình nằm xuống nghỉ đi. Từ từ thôi. Có chuyện gì vậy chị? Chú nói đừng ngại. Dạ không anh ơi, chồng của tôi, anh đang hấp hối. Anh nói tôi qua mời anh. Anh đang hấp hối? Dạ. Đi. Con cháu ơi. Dạ. Mình ơi, mình ơi, anh Phương tới rồi nè. Anh Phương à, anh thấy trong người sao rồi? Tôi sắp chết. Con ơi, tôi mắc nợ số tiền của anh càng ngày càng nhiều. Tới nay thì tôi thật lòng không trả kịp. Phụ tấm lòng tử tế của anh, tôi là người bạn chẳng ra gì. Anh đừng có nói như vậy. Tiền là gạch, gái là vàng, tình nghĩa mới là quý. Tiền bạc có nghĩa lý gì? Anh đừng có nhắc tới nữa. Không, sở dĩ tôi mời anh tới đây là vì món nợ của tôi làm tôi không nguôi lòng. Mình, bây giờ tôi tính về cái nhà này, coi như gán vô món nợ. Có văn khế ở đây, tôi viết sẵn đây rồi. Mình ơi, cứ để tôi nói. Trước mắt nhà tôi nheo nhóc, con thơ vợ dài, em yếu, mẹ già bệnh tật, không ai biết làm ra tiền hết. Tình cảnh rất đáng lo. Vậy nên tôi mất đi, xin cho ở đỡ. Gia đạo tôi có việc gì, xin anh ra tay cứu giúp. Mình ơi, sau này con tôi lớn, vực dậy được gia đình, tụi nó sẽ trả lại. Dạ, không bao giờ quên ơn. Anh đừng có nói như vậy. Mẹ của anh cũng như mẹ tôi, còn con của anh cũng như con của tôi, khó khăn cỡ nào thì tôi cũng phải ráng lo. Nhưng mà thôi anh nghỉ ngơi đi, ráng lo thuốc men cho hết bệnh, đừng lo nghĩ xa xôi. Anh không cầm, tôi chết không nhắm mắt. Mình ơi, anh Phương ơi, tôi xin anh, anh làm ơn cầm đi. Anh cầm đi. Mình ơi, con ơi. Mình ơi, con. Giờ tôi đi được rồi. Đa tạ bạn, kiếp sau xin kết cỏ ngẫm dành tên ơn anh. Con, anh cứu ơi, mình ơi, anh cứu, về rồi hả con? Dạ mẹ. Mà bác Phương có nhà không? Mà bác gái đưa hay là bác trai đưa? Dạ hai. Cái bà đó dễ gì mà lấy. Lần nào em qua hả, cũng mặt sưng mày xỉa, không có ông ở nhà là nói hết gạo à. Hiểm. Ý bác gái là sao? Là nhà mình không ai chịu đi làm, cứ qua mượn gạo hoài hả? Thì trước lúc anh Cung mất á, ảnh đã có nói nhà mình á không ai làm ra tiền rồi. Ổng bà cũng biết mà.
Hồi đó anh hai á, lo hết mình, nhưng mà không có ai biết làm, chứ đâu phải là biết làm mà không làm đâu. Thôi, cô đừng có nói như vậy. Người ta nói á, đồng tiền liền khúc ruột, người ta móc ra ngoài, người ta cũng sót chứ. Cho mượn gạo mà có cho mượn tiền không? Không có cho mượn tiền lấy gì mua đồ ăn? Không lẽ ăn cơm không? Dạ thưa nội, có một quan đây nội. Sẵn cho mượn á thì mượn nhiều nhiều luôn đi, chứ mượn có một quan à, mất công nay mai qua nữa. Bộ mấy người không đi vay nợ, không biết cực lắm sao? Kỳ cục. Tôi nói rồi đó nha, lần này thôi đó, tôi nhất định là không cho ông cho người ta mượn nữa đâu. Bà nói ai vậy? Bên nhà anh cũng sao? Còn ai vô đây nữa? Ông qua bển mà coi, nguyên một nhà ở chơi không à, không có ai làm gì hết trơn á. Tới lúc mà hết gạo thì lại chạy qua bên này mà hỏi, cứ làm như nhà mình là cái kho vậy đó. Bởi vì lúc anh mất, tôi cũng đã hứa. Mình hứa chứ tôi không có hứa. Mình giúp á thì giúp lúc nào thôi, phải tự thân mình làm mới là chính chứ. Cứ ngồi chờ lấy tiền người khác mà xài, bộ không có liêm sỉ sao? Mình đừng có nặng lời. Cũng bởi bạn của tôi lúc sống quá giỏi giang, kinh bang tế thế, bảo bọc cho cả gia đình, nên bây giờ chẳng ai biết làm gì hết. Không biết á thì làm ắt biết, làm biến ỷ lại. Mấy cái người đó không có đáng để cho mình giúp. Sao rồi con? Mà sao về tay không nữa rồi? Người ta nói bác Phương không có nhà. Vậy sao con không chờ một chút? Con chờ hoài, chờ hoài mà không thấy bác Phương về, con mới về á. Bây giờ không dây được gạo, lấy gì mà ăn đây? Hay là bây giờ con quay lại, con nói là con mượn gạo thôi, không có cần mượn tiền nữa cũng được. Đã nói là người ta nói bác Phương không có nhà mà. Thôi mẹ qua đi, con không qua nữa đâu. Nè, ủa, lúc nãy con cô qua đây á, tôi có nói là ông nhà tôi đi ăn dỗ, không biết chừng nào mới về mà. Dạ, bây giờ chị có thể nào cho tôi mượn ít gạo nữa được không? Tôi nói rồi, mùa này thóc cao gạo kém, ai cũng khó khăn, chứ ai có dư đâu mà cho mượn hoài. Dạ, tôi cũng biết vậy, nhưng mà anh Phương hứa với chồng tôi á là giúp đỡ lúc khó khăn. Anh cũng giúp quá trời rồi. Lúc khó hay không khó gì thì ở bên bệnh cũng qua đây lúc mượn tiền lúc mượn gạo. Mà tôi thấy còn khỏe mạnh, còn đủ tay đủ chân, người ta có giúp thì giúp cho lúc nào thôi, chứ cứ ở không mà chờ giúp, cái đó không phải là giúp nữa đâu, mà người ta kêu là hả, là lợi dụng, lạn bám đó. Chị nói quá rồi, nếu như có ảnh ở nhà thì... Kỳ này mà ảnh có ở nhà thì ảnh cũng không có cho mượn nữa đâu nha. Lo mà đi làm ăn đi nghe. Chị, rồi chiều nay lấy gì nấu mẹ? Hay là cả nhà mình á, đi ra mấy đám ruộng người ta gặt rồi coi có còn lúa xót không hả? Trời, ngoài ruộng bùn xình dơ lắm, còn nắng chang chang nữa, con không đi đâu. Không đi lấy gì mà ăn con? Mẹ con mình thì không sao, còn bà nữa.
Không làm nữa đâu, mệt lắm. Ráng đi con, ráng cào có lúa mà ăn, chứ làm biếng hả, miếng cháo cũng không có mà húp nữa. Dạ ông ơi, ông có chuyện gì? Dạ thưa ông, hồi nãy con qua nhà ông định trả tiền cho ông mà không có ông ở nhà, sẵn đây con gửi trả tiền cho ông. Ê, đâu cần phải gấp gáp như vậy, bà có tiền chưa mà trả. Dạ thưa ông, con cũng không dư giả gì, mấy hôm nay con hết bệnh rồi nên con đi làm có tiền, giờ con trả cho ông để con còn dám giác mặt tới nhà ông. Cậu đâu cần phải khách khí như vậy, thôi thì cứ đưa đây ta cầm lấy. Dạ, dạ coi như là số tiền này á ta sẽ giữ giùm cho, khi nào mà cậu cần nó thì cứ việc qua nhà ta mà lấy. Dạ mà con chưa từng thấy ai rộng rãi như ông hết, mà ông cẩn thận đó nha, ông mà rộng rãi quá coi chừng người ta lợi dụng ông đó. Cậu nói cái gì vậy, ai mà thèm lợi dụng tôi. Có chứ ông, như cả nhà ông Cung đó, lối xóm ai cũng nói tội cho ông Phương, tại vì ông rộng rãi quá mà cả nhà kia không ai biết điều hết. Thôi cậu đừng có nói như vậy, người ta thiệt đó ông ơi, ai đời nguyên một nhà bao nhiêu con người ăn không rồi ngồi chơi, hãy cứ hết là qua nhà ông lấy gạo, nhưng mà không biết làm việc để kiếm tiền trả lại cho ông gì hết. Vậy không phải lợi dụng chứ lại gì ông? Là bởi vì con biết ông coi bên đó như là người nhà của ông, nhưng mà con nói thiệt á, ông giúp kiểu đó là ông hại người ta đó, riết rồi làm biếng ỷ lại. Mà sớm giềng ai cũng nói trơn á, chứ phải mình con nói đâu. Dạ con xin phép ông con đi. Cơm nào hết á. Sao con không rửa để nấu cơm, ra đây làm gì? Trời ơi, có chút xíu thóc mót được mà cũng hết trơn rồi. À mà mẹ, ngoài ruộng á không còn miếng thóc nào để mót nữa. Mình tính sao đây mẹ? Hay là bây giờ đi mót khoai? Có mấy đám khoai mới đào á, chắc là còn khoai sót. Thôi con không đi nữa đâu. Hôm đi mót lúa mẹ không thấy ai đi ngang cũng cười mình hả? Con mắc cỡ lắm. À mà mẹ, chắc bữa nay bác Phương về đó, mẹ qua coi thử coi. Có anh Phương nhà không anh? Dạ ông Phương đi dỗ chưa về. Ủa sao đi ăn dỗ mà lâu quá vậy? Nghe nói ông còn đi chơi ở miền ngoài, chưa biết chừng nào về. Thôi chị về đi. Dạ cảm ơn anh. Đó, ông thấy chưa? Cứ nói ông vắng nhà là xong hết à. Nhưng bà làm như vậy á, kỳ lắm bà ơi. Kỳ gì mà kỳ, tôi thấy không có gì kỳ hết trơn á. Tôi nói với ông rồi, ông cứ để đó đi, tôi giải quyết cho. Nhà nào chứ nhà đó tôi không có ngại đâu. Trời đất ơi, người ta không ngại thôi chứ mắc cái gì mà ông ngại. Nhưng gia đình họ đang gặp khó khăn, cho nên họ mới qua nhờ mình giúp. Giúp được cái gì thì mình cứ giúp. Nhưng mà giúp cái gì mà giúp hoài như vậy? Trời đất ơi, đâu phải của trên trời rơi xuống đâu, bạn hoài không biết lỡ. Nhưng mà tôi với anh Cung là bạn, cho nên khi anh mất tôi đã hứa với anh rồi. Thôi đi, ông không cần phải bận tâm đâu, mình giúp như vậy là quá nhiều rồi. Mọi chuyện sau này ông cứ để đó tôi lo cho. Mẹ, nhục nhã quá, người ta đâu có đi đâu đâu con. Làm sao mẹ? Ông ở nhà mà giả bộ nói là đi ăn dỗ, còn cho vợ ra xài xể làm nhục mình nữa. Sao mà vậy được, ông hứa lo cho nhà mình mà, sao
giờ lại trở mặt như vậy? Con người gì mà kỳ cục vậy? Cũng tại nhà mình qua mượn tiền họ nhiều quá. Thì tại ông hứa lo cho tụi con tới lớn nên mình mới qua chứ bộ. Không làm được thôi, hứa chi rồi giờ trở mặt. Thôi, mẹ cũng không ngờ là ông làm vậy với mình. Để ngày mai mẹ qua mẹ hỏi cho rõ ràng. Bữa nay là nhịn đói nữa hả mẹ? Có chuyện gì? Dạ, dạ may quá gặp anh ở đây. Mẹ con bà cháu tôi á, một tay nhờ anh. Xin anh giúp qua đợt này đi. Bên tôi á, dạo này cũng túng thiếu lắm. Cho nên chị chạy thử chỗ khác coi sao. Mẹ con tôi chịu ơn anh nhiều lắm. Tôi không bao giờ quên ơn của anh đâu. Tôi biết là qua hỏi mượn nhiều như vậy là cũng phiền anh lắm chứ. Nhưng mà tôi tin á, lời anh hứa với chồng tôi trước khi mất là giúp đỡ mẹ con tôi. Bây giờ gia đình tôi á, chỉ trông mong vào anh thôi. Vậy mà mấy hôm rồi anh ở nhà không muốn cho dai nên tránh mặt. Anh không cho tôi mượn tiền. Không lẽ những lời hứa với người khuất mặt khuất mài dễ nuốt như vậy sao anh Phương? Chị nói như vậy là sai rồi. Tôi cũng phải còn lo cho vợ con của tôi. Chứ có đâu mà cứ chu cấp cho bên chị hoài được. Tôi cũng đang mắc nợ người ta rất là nhiều. Không khéo á, chắc là phải bán căn nhà bên chị. Hả? Bán căn nhà? Ừ. Thôi, tôi đi đây. Mẹ cũng không ngờ ông lại tồi tệ đến nỗi đó. Ông còn nói thẳng là ông muốn bán nhà nữa. Từ nay hết mong trông cậy vào đó rồi con ơi. Rồi bây giờ mình sống bằng gì mẹ? Không có nhà thì ra đường. Ở đó mà lo ăn với sống cái gì. Có chuyện gì hai mẹ con thím cùng ngồi buồn vậy? Dạ, nhà con sắp ra đường rồi bác ơi. Sao lại ra đường? Anh Phương anh nói là anh muốn bán căn nhà này. Bác cũng biết là vợ chồng con gán nợ căn nhà này cho ảnh. Lâu nay ảnh hứa là ảnh cho ở không, không bao giờ bán. Với lại lo lắng cho mẹ con của con. Mà chưa gì đã bộ nản rồi. Bây giờ không cho mượn nữa mà còn đòi bán nhà. Thím à, chắc là ông nói vậy thôi chứ không bán đâu. Ông là người tốt nhất xứ này, thím biết rồi mà. Thím đừng có lo nữa. Không đâu, dạo này ông khác lắm. Hồi đầu con qua mượn dễ dàng, bây giờ càng ngày càng khó. Có khi chầu chực lâu lắm mới được. Rồi giả bộ trốn, nói không có ở nhà nữa. Hứa giúp đỡ người ta mà thay lòng đổi dạ kiểu đó. Bây giờ người nhà con phải biết làm sao hả bác? Thói đời là vậy mà thím, đâu có mấy ai tốt hoài đâu. Bây giờ vậy đi, mấy mẹ con bà cháu tìm việc để làm, tìm một cái nghề nào đó thích hợp mà làm, để tự nuôi bản thân mình. Đừng có trông chờ vào người khác nữa. Bác nghĩ coi, nhà con bây giờ một đồng cũng không có. Nhà thì nhà của người ta, người ta đang tính bán. Này mà nhà con không biết ở đâu. Bác nói bây giờ con phải làm gì? Chuyện nhà chuyện cửa, tới đầu tính tới đó. Bây giờ trước mắt cứ học cái nghề trước đi. À, hai mẹ con thím biết dệt không? Không biết á, học rồi sẽ biết. Nhưng mà bây giờ vốn liếng đâu mà để mua khung cửi. Lấy cái gì để chi tiêu trong nhà, đợi tới lúc có giải đem ra chợ bán. Thực tình là con tính không ra bác ơi. Bây giờ vậy, tôi cũng không giàu có gì ở xứ này, thím biết rồi đó. Nhưng mà thấy hoàn cảnh gia đình của thím, thấy cũng tội. Cứ nhờ giả dựa dẫm người ta hoài cũng kỳ lắm thím.
chỉ có cách á, trong tay của mình có chắc một cái nghề, biết lèo lái, biết đưa con thuyền mình vượt qua sóng lớn. Nhà tôi đã ba đời làm nghề dệt. Nếu như thím chịu, tôi sẽ truyền nghề cho. Vốn liếng ban đầu tôi sẽ giúp, cứ từ từ rồi trả. Mẹ con thím thấy sao? Thím nè, chiều nay người ta sẽ đem đồ tới cho thím đó. Bác làm con bất ngờ quá. Không ngờ bác lại rốt ráo như vậy. Sao không kêu con qua khiên về? Đâu có gì đâu thím, chuyện nhỏ mà. Nhưng mà tôi nói trước nha, cái nghề dệt vải nhiều công đoạn lắm. Nào là luồn sợi, kéo tơ, rồi dệt vải, nhiều công đoạn lắm. Nhưng làm riết rồi quen, không khó đâu thím. Vậy còn tơ? Tôi dặn rồi, chiều nay người ta sẽ đem tới. Còn tiền á thì tôi trả trước rồi. Sao bác tốt với mẹ con quá vậy? Thì tôi nói rồi, đình làng nghỉ sớm mà. Tôi thấy gia đình thím đông người quá, mà không một ai có nghề gì hết. Cuộc sống thì quá bấp bênh, nên tôi không đành thím à. Dạ, bác là người ngoài mà còn nghĩ như vậy được. Ai đâu như bạn bè, thấy chết mà không cứu. Kìa thím, nhưng mà sắp tới á, mình cứ làm tốt công việc của mình đi. Tới khi có giải mang ra chợ bán, thím sẽ thấy vui hơn. Dạ, con cũng mong như vậy. Tới lúc đó con sẽ có tiền chuộc lại nhà, và khỏi phải mang ơn nghĩa của ai nữa. Tiền hàng đợt đầu tiên của thím nè. Sao, lần đầu tiên cầm tiền của mình tự làm ra, thím thấy thế nào? Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Mẹ con, cả nhà con được sống rồi. Cảm ơn bác, cảm ơn bác. Lần sau thím mang hàng ra chợ bán nha, biết đâu bán được nhiều tiền hơn. Cứ vậy đi, càng làm nghề càng tinh, sẽ không bao lâu nữa lụa của hai mẹ con thím á sẽ nổi tiếng nhất vùng này. Dạ, cảm ơn bác. Sắp giải này thật ra là mẹ con tôi mới học của bác cả. Tài nghề mới học cho nên chưa đẹp lắm. Có gì chị mua giúp giùm tôi, hạ giá cũng được. Mới làm mà đã được như vậy là tốt lắm rồi, thiệt là sắc sảo. Chị nói thiệt hả chị? Tôi chỉ sợ chị không mua giùm tôi. Tôi sẽ mua cho chị hết, trả bằng giá người khác nha. Có bao nhiêu á cứ đem hết ra đây tôi mua cho. Dạ, tôi cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Khỏi phải cảm ơn, sau này có tiếng mình có quên hàng tôi là được rồi. Dạ, tôi đâu nào dám. Tôi cảm ơn chị. Dạ. Về đi con. Thưa con đi. Về con. Dạ. Mình có tiền mua đồ ăn rồi, mua rau đi. Tươi lắm thêm hai ơi. Thêm hai nữa nha. Bầu ngon quá, bán cho tôi hai cái bầu đi. Bầu tươi lắm. Hai trái hả cô? Rồi, cảm ơn anh. Coi. Nè con, lấy cho tôi hai trái bầu. Dạ. Đây. Dạ. Gửi tiền anh nè. Dạ. Bà. Tôi gửi. Dạ. Mua bông đi cô ơi. Dạ không anh. Mẹ cũng không ngờ người ta chịu mua liền vậy. Bây giờ ổn rồi, khỏi phiền bác cả, giúp mình mang đi bán. Người ta thích lụa của mình á, mẹ thấy không? Thấy người ta khen con cũng vui nữa. Phải, biết vậy làm sớm, khỏi dây mượn lung tung. Nghĩ lại cái thời chầu chực nhà người ta mà ức. Dạ, chào bác gái, chào cô. Dạ. Có phải cô và bác gái vừa mới đi bán lụa về? Cậu là... Con là con trai của bạn bác cả. Bác cả nói là khi nào con rảnh thì tạt qua nhà xem khung dệt, có cái gì cần sửa thì sửa cho cô và bác. Thì ra cậu là con trai của xưởng dệt Vạn Phúc. Dạ đúng à. Con trai của xưởng dệt mà lại đi sửa khung hả? Dạ thưa, cha mẹ con nói muốn làm chủ thì phải làm thợ trước, phải biết từ việc nhỏ thì mới lên làm việc lớn được ạ. Cũng được, hay lắm. Vậy thì hôm nào con qua đi, có một số thứ bác cần con giúp. Dạ, xin phép bác.
Xin phép cô, con đi trước ạ. Được quá, dạ ta đổi đời rồi, hết chuyện vui này tới chuyện vui khác, hỷ sự lâm môn. Dạ. Chào chị, dạo này chị có khỏe không? Tôi khỏe, anh đâu có quan tâm mà hỏi. À, tôi chỉ muốn nói là cái nhà mẹ con tôi đang ở, mẹ con tôi đang dành dụm tiền, chúng tôi sẽ chuộc lại. Cũng sắp đủ rồi, anh thư thả giùm mẹ con tôi nha. Hy vọng là anh còn chút tình với người khuất mặt, không cạn tình đến mức anh đòi lén lút bán. Bây giờ thì tôi cũng đã trả bớt một phần nợ nên không có gấp lắm. Nhưng nếu chị trả cho tôi sớm thì tôi cảm ơn. Anh yên tâm đi, cái căn nhà này là do chồng tôi tạo dựng, cho nên tôi sẽ chính tay của mình lấy lại, chứ không để người khác lấy đâu. Vậy thì tốt quá. Chào chị. Chưa từng thấy ai trở mặt lẹ như vậy. Bạn bè nổi gì. Mẹ, lúc này hút hàng, cô chủ tự động tăng giá, con khỏi cần hỏi. Từ ngày bị lão Phương quay mặt, không hiểu sao mình làm ăn liên tục gặp may. Hết bác cả, tới bà hàng này, toàn là người hảo tâm không, hết lòng giúp đỡ mình. Mẹ, mẹ nhắm mình sắp chuộc lại nhà được chưa? Mẹ muốn mở xưởng, mướn thợ, bung ra làm lớn cho chắc, rồi sau đó chuộc nhà sao? Cũng phải, còn phải lo thuốc men cho bà nữa. Còn phải gả con nữa chứ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mẹ thấy nhẹ cả người. Không biết sao tự nhiên mình có tiền trang trải biết bao nhiêu thứ. Không có tiền đi dây người ta, thấy nhục gì đâu. Con cũng thấy vậy á. Những lúc nhà không có tiền, bà bệnh mà không có tiền mua thuốc, chuyện gì cũng phải đi dây mượn người ta hết á. À mẹ, sao con không thấy bác Phương qua đòi nhà? Cũng lạ ha. Chắc hồi trước mình dây mượn hoài nên họ sợ mình bán ăn, nên đánh tiếng hù vậy thôi. Bây giờ mình làm ăn có tiền khấm khá rồi nên người ta không bán nữa, bởi vậy mới biết lòng dạ người ta. Đã lâm vào nghịch cảnh còn đổ dầu vô lửa, làm cho người ta rối thêm. Dạ bác gái, mấy khung dệt con sửa xong hết rồi ạ. Vậy thì tốt quá. À, sẵn đây á, bác định nói với con sắp tới bác mở thêm xưởng, đồ lề nhiều lắm, con chuẩn bị nha. Dạ, chuyện đó thì bác không cần phải lo, chỉ cần bác nói bác cần gì thì con sẽ đảm bảo phần đó cho bác. Vậy thì tốt quá. Dạ, sẵn đây, con có chuyện này cũng lâu lắm rồi mà con muốn nói với bác. Dạ, con xin phép bác là cho con với con gái bác được kết tóc trăm năm mà. Con mong bác chấp thuận cho chúng con. Mời chị uống nước. Lâu lắm rồi mới thấy chị sang đây chơi. Tôi không rảnh, để qua ngồi uống trà. Đây là số tiền căn nhà bên tôi tính theo thời giá. Tôi trả lại anh. Anh trả lại khế ước cho tôi, coi như là mình dứt nợ. Nghe nói là xưởng dệt bây giờ làm ăn phát đạt, lụa đẹp đức tiếng. Chị với cháu thật là giỏi giang. Cũng nhờ anh hồi đó coi thường, nghĩ mẹ con tôi không làm nên chuyện, suốt cuộc đời qua bòn rút tiền của anh, cho nên là mẹ con tôi phải ráng thôi. Thế chị với cháu có thể tự lực cánh sinh, tôi cũng mừng. Mà anh Cung ở dưới suối vàng chắc cũng mừng lắm. Đương nhiên là anh phải mừng rồi. Hết thấy cái cảnh chầu chực rình rập mượn tiền. Thôi khỏi nói nhiều, anh đưa khế ước ra đây. Tôi còn nghe nói là chị cũng sắp gả cháu. Tôi cũng chúc mừng cho cháu. Cảm ơn. Chính vì sắp gả con gái đi lấy chồng, cho nên
Tôi không muốn gả con gái của mình trong nhà của người khác, càng không có muốn cái cảnh đang đám cưới vui vẻ mà có người tới xiết nhà. Bây giờ cũng đã dư ăn dư mặc, tôi mong chị được thư thái, bỏ qua hết mọi thứ nặng nề. Nếu tôi có làm cho chị buồn á, tôi mong chị bỏ qua cho. Tôi xin lỗi anh, nhưng mà chắc cái đó là hơi khó. Cả đời của tôi sẽ không bao giờ quên cái cảnh mà tôi nhục nhã đứng trước cửa nhà của anh. Từ nay tôi và anh dứt nợ, không cần nhìn mặt nhau nữa. Đeo xong rồi. Con gái mày đẹp quá. Biết là nhà trai sẽ mang qua cho con rồi đó, nhưng mà con phải chân diện lên, không để người ta nói là mình thua kém. Con thấy mẹ đặt tới mấy chục mâm, giết heo gà vịt quá chừng, trong khi nhà mình có mấy người quen họ hàng gì đâu. Con không biết gì hết. Đời người chỉ có một lần, mẹ làm vậy cho thiên hạ thấy, lấy lại uy thế lúc cha con còn sống. Vậy mẹ có mời bác Phương không? Thôi, mời làm gì con người bạc bẽo đó. Đám cưới của con phải vui, mẹ không muốn nhắc tới quá khứ đau buồn tủi nhục đó. Ủa, bác cả. Chào thím. Dạ, thưa bác, con định qua nhà bác. Nghe nói dạo này lụa bên đó làm ra không đủ bán hả thím? Dạ, cũng nhờ phúc của bác, nhưng mà con kiếm bác không phải chuyện đó. Vài bữa nữa con gả con của con, con nhờ bác đứng ra làm chủ hôn nha bác. Tôi? Dạ, thì bác làm là đúng nhất. Với lại bác lớn tuổi nhất sớm, bác là ân nhân của nhà con. Con gái của con và con rể của con cũng muốn được như vậy. Nhưng nếu mà bác không làm chủ hôn cho hai đứa nó thì tụi nó sẽ buồn đó. Thím à, tôi thấy có một người thay mặt cha tụi nhỏ đúng hơn tôi đó. Còn ai xứng đáng hơn nữa hả bác? Có chứ thím, là bạn thân của chồng thím, cũng là ân nhân một thời, anh Phương đó. Tưởng ai. Thôi bác ơi, con không muốn nhìn cái người, con người bạc bẽo đó. Con chuột được cái nhà xong là nhẹ cả người rồi. Coi như từ nay đoạn tuyệt tình cảm, bác nhắc tới làm gì. Giả lại con cũng không muốn người đó tới, rồi phải giả lả đâu. Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói ra mọi chuyện, chứ để thím hiểu lầm kiểu này tôi thấy không phải chút nào. Ai đời ân nhân mà bị coi như kẻ thù vậy. Hôm đó bác cứ tới làm chủ hôn là được, để cho chị được vui vẻ. Chuyện gì tới nó sẽ tới, bác đừng có lo. Như vậy chẳng lẽ ngày vui của con bé anh cũng không có mặt à? Còn anh Cung, bạn của anh thì sao? Người sống không hay, chứ người khuất mặt biết hết á. Chỉ cần anh biết là được rồi. Mình làm ơn cho người ta, đâu cần mình phải bắt người ta trả ơn cho mình. Tôi cảm thấy thoải mái trong lòng là được bác à. Vậy rồi nhất định anh không tới à? Nè, một chút nữa con phụ bà tiếp khách nghe chưa? Dạ. Khách đông lắm đó, đừng có để người ta cười. Dạ. Ờ, khách tới kìa. Chúc mừng hai con. Chúc mừng chị. Dạ, chào chị. Chúc mừng anh chị. Dạ, cảm ơn bác. Mời bác vô trong. Chào chú. Dạ, cũng chào chú. Đúng rồi, chờ đến kìa. Dạ, cảm ơn dạ, bác. Chào bác. Chào chị. Hôm nay nhìn chị vui quá, đã sang trọng mà ra dáng bà chủ nữa. Tôi được vậy cũng nhờ anh trở mặt đó. Tôi nhớ bữa nay tôi đâu có mời anh, sao anh lại tới đây? Kìa thím, hôm nay là ngày vui, bác đừng có cản. Cứ để cho chị xả hết buồn bực ở trong lòng đi. Biết ngày vui của người, có mặt mình làm mất vui, vậy sao anh còn tới? Tôi cứ nghĩ là anh quên mẹ con tôi lâu lắm rồi chứ. Nếu không nhờ bác cả đây thì chắc gia đình tôi chết bờ chết bụi lâu rồi, đâu còn sống trên đời này để anh chiếu cố mà bước chân tới đây đâu. Thím Cung, không phải vậy đâu thím. Tôi tới đây là để chia vui với người bạn khuất mặt khuất mày của tôi, người mà tôi coi như là anh em ruột thịt của mình. Anh coi chồng tôi như ruột thịt,
có ruột thịt nào mà đối xử tàn tệ như vậy không? Thím Cung, không phải vậy đâu thím. Thím hiểu lầm rồi. Anh Phương đây thật sự là ân nhân của thím đó. Thím ấy cầm tiền do mình làm ra mà rớt nước mắt. Nhưng tôi cũng nói, lần sau thím hãy tự đi mà bán, tôi chỉ giúp tới đó thôi. À, tôi thấy hai mẹ con thím ấy cũng nhanh tay lắm, chắc là sẽ mau hoàn vốn. Tới khi đó tôi sẽ đưa lại cho anh. Chỉ cần hai mẹ con chỉ chịu làm, tự sống được, tiền bạc không phải là vấn đề. Cảm ơn bác đã vì tôi mà ra tay giúp đỡ họ. Cứ chỉ họ ra ngoài đó bán, tôi đã dặn ở ngoài đó thu mua lại hết rồi. Tôi mua hết. Tôi chỉ có ra công, người giúp mới là anh. Nhà họ đúng là có người bạn già, giúp người không giúp gì bằng, bằng giúp người ta đứng được từ đôi chân của mình, thấy vui vẻ tự tin mà sống. Nhà họ giống như là hồi sinh vậy. Bác quá khen rồi, nhưng mà tôi cũng vui mừng lắm. Cảm ơn bác nhiều. Có cái tôi thấy thím Cung hình như là có vẻ trách lầm anh. Hay lúc nào đó để tôi nói người giúp vốn giúp nghề cho mẹ con thím chính là anh. Chuyện đó không có quan trọng. Cứ để mẹ con chị cứng nghề rồi mình nói sau cũng không muộn. À, tôi còn quên chưa nói với bác chuyện này. Tôi có quen biết một người con trai, con của một ông chủ xưởng lụa Vạn Phước. Tôi muốn mai mối cho con gái lớn của nhà họ Cung. À, bác nói giúp giùm cho tôi một tiếng, nhưng mà đừng có nói là do tôi. Tất cả những vốn liếng mà tôi đã giúp thím, kể cả công lao bài vẽ của tôi nữa, đều là do anh Phương đưa ra. Kể cả những mối mua hàng cho thím cũng là anh Phương sắp đặt. Đến cả chàng đệ quý của thím hôm nay cũng là con trai của bạn ảnh đó. Thím mà, tôi chỉ là người đưa giúp làm giúp. Anh Phương ảnh đâu có cho tôi nói ra đâu thím. Không có mặt mũi nào lại dám đến đây. Hôm nay tôi đường đột tới đây để nói với anh một lời xin lỗi. Tôi với anh Cung là chỗ thân tình, chị không nên nói những lời khách sáo như vậy. Cảm ơn anh đã giúp đỡ gia đình tôi. Nếu không có anh âm thầm giúp đỡ, không biết gia đình tôi sẽ ra sao. Vậy mà tôi lấy quán trả ơn, miệt thị anh hết lời. Tôi quả là một người hồ đồ. Tôi xin anh tha lỗi. Chị Cung, chị đừng làm như vậy mà. Chị đứng lên đi. Chị Cung à, chị đừng làm như vậy. Đó là những việc tôi đáng phải làm mà. Không biết thì không có lỗi. Tôi cũng xin lỗi là đã giấu chị trong thời gian qua. Nghĩa kim bằng, bằng tiện chi giao, mạng khả dông. Tôi với anh Cung là bạn bè thân giao từ thuở còn cơ hàn. Tôi xin chị đừng có nặng lòng như vậy. Tôi đội ơn anh. Tôi đội ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã giúp đỡ gia đình tôi.